Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến, chưa đến và sắp đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bản của Thanh Quá. Mình tên là Thanh Quá, 38 tuổi, đang ở chợ Lán Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một em lò nướng Weber gì đó, 1200W. Nó có nhiều chế độ nướng ha, ngoại hình còn rất rất là ok. Đây, nó có bốn cái thanh nhiệt ha, bốn đèn, ở dưới là hai bóng ha, ở trên là hai bóng luôn. Rồi mình vừa test xong ha, hôm nay mình sẽ test lại cho quý khách xem ha. Sáng chói là sói tráng quá đẹp ha. Cái này mua về cho chị em phụ nữ con cái đồ nướng bánh nướng cá đồ được, chắc nướng gà thì hơi thua. Gà được không ta? Cũng được, nó hơi nhỏ nhỏ, rất là tiện lợi và đẹp ha. Ở đây nó có hướng dẫn sử dụng nè. Giờ mình dặn chỗ nào cũng được ha. Hiện giờ mình bật điện nè, bật điện lên bình thường ha, là nó không có chạy gì hết, nó không có sáng đèn luôn. Cái này là cái thời gian từ 0 phút tới 15 phút nè. Còn đây là cái nhiệt độ, hiện giờ mình dặn 1200 độ nè, 900 độ nè, 600 độ nè, 300 độ nè, 300, 600, 900 thì nó chạy ở thanh dưới nha. Ba cái này lại chạy ở thanh nhiệt chứ, mà lên 1200 thì nó chạy lượt 4 thanh ha. Giờ mình test lượt 4 thanh luôn nha quý khách. Giờ mình dặn đó, quý khách thấy nó sáng đèn hả? 2 phút ha. Nó sẽ giống như đồng hồ hiện giờ, nó dê dê ngược đúng 2 phút nó sẽ tắt này cái cạch nha. Lưu ý giùm mình ha, thằng này là điện 100 ha, mấy đồ xuất qua Nhật là điện 100 hết ha, dễ xài lắm. Điện 100. Tôi đem cái đèn ở chỗ khác cho nó đó, quý khách thấy không? Hai cái thanh lửa nó hầm hầm này thấy không? Đó. Nè, ở trên nó cũng hầm hầm đỏ đỏ này thấy không? Đó là đỏ thấy không? Đó. Sao ok ha, đó xanh đỏ thấy không, quý khách thấy không, đỏ thấy không? Rồi heo quý khách ok ha, vậy là em nó nướng ổn định bình thường nha quý khách. Mình muốn tắt á thì mình dặn ngược thời gian ngược lại ha, dặn ngược lại giờ 1 phút rồi nè ha, dặn ngược lại rồi nó tắt rồi đó. Rồi nóng hỏi hỏi nóng hực hực luôn á. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube chợ tốt giùm mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 600k, ship chi hai bình thường như mọi khi. Rồi cảm ơn quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau.